Bên cạnh rượu, hút xì gà đã trở thành thú ăn chơi thời thượng, được coi là một biểu tượng của quyền lực và sự giàu có. Trong video này, hãy cùng Ambe tìm hiểu top 10 điếu xì gà đắt đỏ nhất thế giới nhé. 1. Sikarimaya. Các nhà khảo cổ của trường đại học Tampa ở Guatemala đã khai quật một chiếc bình gốm có nhãn là Sikas, mang ý nghĩa hút lá thuốc lá cuộn, có niên đại từ thế kỷ thứ 10. Điều này cho thấy rằng người Maya trước đây cũng từng có thói quen hút một loại lá. Cũng chính người Maya cổ đại đã đặt tên cho loại cây này theo ngôn ngữ của họ là Sika, tức hút thuốc. Sau đó, ngôn ngữ này được biến đổi thành Cigarro ở Tây Ban Nha và xì gà ở các nước nói tiếng Anh. Bộ sưu tập đã được bán với giá 507.000 USD, tương đương khoảng 612 USD một điếu. Những điếu xì gà này được bảo quản khá tốt và thực sự có thể sử dụng cho đến ngày hôm nay. 2. Gian Habano. Đây là loại xì gà lớn nhất thế giới. Nó được tạo ra với mục đích trưng bày triển lãm hơn là dùng để hút giải trí. Ước tính để hút hết điếu xì gà này phải cần khoảng 40 người đàn ông lực lưỡng, phổi khỏe. Mức giá khởi điểm được cho là khoảng 200.000 USD, cuối cùng đã được bán với giá 185.000 USD. Điếu xì gà này được đựng trong hộp gỗ với trọng lượng của điếu là 1.600 pound, tương đương với khoảng 25.000 điếu xì gà bình thường. 3. Kinh ngập Denmark. Kinh ngập Denmark được sản xuất theo đơn đặt hàng với một ngày công ty, chỉ làm giới hạn 30 điếu xì gà. Những điếu xì gà này thường được bọc bằng vàng chạm tên của khách hàng, có thể được đính kèm với một chiếc vương miện bằng kim cương, vàng hay bạc, chi phí lên đến 4.500 USD. 4. Gurkha Black Dragon được giới thiệu vào năm 2006. Những điếu xì gà Honduras được làm từ xương ức của lạc đà với 100 điếu trong mỗi hộp. Điếu xì gà Gurkha Black Dragon dài 21,5cm và đường kính 21mm được làm từ chất kết dính của Camerun, chất phụ gia từ Dominican và cuộn ở Honduras. 5. The Gurkha His Majesty's Reserver được làm từ loại thuốc lá 18 năm tuổi. Xì gà Gurkha His Majesty's Reserver mang vị sô-cô-la. Người hút xì gà sẽ phải trả 15.000 USD cho một hộp 20 điếu, tương đương với khoảng 750 USD mỗi điếu xì gà. 6. Cohiba Beehive. Trên thế giới có xấp xỉ hàng vạn loại xì gà. Tuy nhiên, nếu nói về sự phổ biến thì chắc chắn là xì gà Cohiba. Cohiba Beehive là một trong những điếu xì gà thu hút rất nhiều sự chú ý từ người hút bởi từ mùi vị lẫn bao bì. Loại xì gà này được đóng gói một hộp 40 điếu được sản xuất với số lượng hạn chế và chỉ có 100 điếu duy nhất. Nếu muốn thưởng thức chúng, những người nghiện hút xì gà phải bỏ ra một khoản tiền vô cùng lớn, 18.800 USD chỉ cho một hộp xì gà. 7. Aterzo Fuente Output X. Aterzo Fuente Output X được coi như tiêu chuẩn của một điếu xì gà hoàn hảo, hiếm khi có sẵn vì không bao giờ được bán theo hộp. Nó nằm tại vùng đất màu mỡ của vùng núi lửa của đảo quốc Dominica. Khoáng chất của Dominica dưới bàn tay của các nghệ nhân nhà Fuente chính là nền tảng để tạo ra điếu Output X huyền thoại. Chiều dài của nó là 23,4cm, còn kích thước vòng khoảng 1,3cm. 8. Fuente Don Aterzo Aniversario. Loại xì gà này được sản xuất lần đầu tiên vào năm 2001, nhưng 7 năm sau mới ra mắt thị trường. Hộp thuốc đắt tiền này có 46 điếu được gói một cách tự nhiên. Các lá giấy bọc của xì gà được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của thung lũng Chatón de la Fuente nổi tiếng, nơi trồng xì gà của hãng. Mỗi điếu thuốc đều được tạo ra bởi những lá thuốc lâu năm của gia đình Fuente. 9. Aterzo Fuente Output X BBMF. Những điếu xì gà này thực sự khó có thể tìm thấy ở cửa hàng. Mặc dù chúng được đưa ra thị trường, Aterzo Fuente Output X BBMF được tạo chủ yếu dành cho dân sưu tập hơn là dân nghiện hút xì gà, là dòng xì gà được thiết kế để gây tranh cãi. 10. Low X. Low X được sản xuất bởi công ty Goldwyn Metropolitan ở Nicaragua và chỉ được bán riêng lẻ. Trên vỏ xì gà này có chân dung của vị vua Louis XIV và bọc bằng bao bì Rosado. Đây có lẽ là loại xì gà thượng hạng với mức giá hợp lý nhất trong danh sách dành cho những tín đồ của thú vui hút xì gà. Như vậy, Ambe đã cùng các bạn tìm hiểu top 10 điếu xì gà đắt đỏ nhất thế giới. Bạn ấn tượng với loại xì gà nào nhất? Comment bên dưới cho Ambe biết nhé!
Cảm ơn bạn đã theo dõi video, nhấn like và đăng ký để xem thêm nhiều video mới từ Ambe nhé.